lê cái đống mỡ này ngồi dậy đi. Có một cái con mèo nào mà nó nằm mất nết như vậy không mọi người? Trời ơi, nằm không có một cái nết nào hết. Nết, nết na con để ở đâu non? Chị em từ cái nhìn đầu tiên á. Hi, xin chào các bạn. Mình là Cú. Chào mừng các bạn đến với Ổ Cú Vlog. Và đây là cái vlog đầu tiên của mình. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, hello, xin chào các bạn, mình là Cú. Nghe quen thuộc lắm đúng không? Cho những bạn chưa biết mình thì mình tên là Khánh, Quốc Khánh. Ngày xưa đi học á mọi người, bạn bè hay chọc mình là hả, không biết là ba mẹ mình có sinh mình ra vào ngày 2 tháng 9 không mà nhà mình đặt tên là Quốc Khánh á. Nhưng mà thật ra không phải. Buổi sáng á, thường là mình thức dậy hơi sớm. Tại vì bạn mình là cũng đi làm sớm á, cho nên mình sẽ thức dậy chung với bạn mình. Mình có một cái tiệm họa cụ nho nhỏ. Tiệm của mình là họa cụ Cú Tuyết. Và trước đó thì mình cũng có bán sách art book nữa. Tiệm sách art book của mình tên là Cú Lửa Art Book. Không biết là đã có bạn nào nghe qua hai cái tên này chưa ha. Mình bán hàng chắc cũng tầm khoảng 5-6 năm gì á mọi người. Cả một cái khoảng thời gian mình đi làm, xong rồi sau đó mình quyết định mình nghỉ, mình ra mình kinh doanh tự do và tới tận bây giờ luôn. Thật ra mình cũng có ý định là làm vlog lâu rồi, nhưng mà phải tới tận bây giờ mình mới có thể thực hiện được. Một phần đó là mình cứ bị loay hoay cái việc mà mình không biết nên bắt đầu cái vlog đầu tiên như thế nào. Và sau khi xem rất là nhiều cái kênh của những cái bạn khác, có thể là có nhiều cái nguồn ý tưởng và truyền động lực cho mình á, kiểu như là mình cứ bắt đầu đi, mình cứ làm đi. Nếu mà trong quá trình làm á thì mình phát hiện ra là mình thiếu sót cái gì hoặc là mình có sai cái gì á, thì lúc đó mình có thể sửa từ từ và mình sẽ hoàn thiện từ từ những cái vlog tiếp theo của mình nhiều hơn. Với lại một phần nữa là mình muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm của mình. Nhiều khi á, mình xem lại những cái tấm hình cũ á, và mình thấy là mình đã đi được rất là nhiều nơi, mình gặp rất là nhiều bạn bè mới. Và có thể là trong một tuần mình cũng đi chơi, đi đến những cái quán ăn, hoặc là có những cái kỷ niệm nó rất là vui với bạn bè. Và mình cũng muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm đó để khi sau này là 5-10 năm nữa mình xem lại thì mình sẽ thấy là mình đã từng có những cái khoảng thời gian nó đẹp đến như vậy á. Và đó là lý do mà mình bắt đầu cái vlog này. Và đây là cái vlog đầu tiên của mình. Buổi sáng của mình nó thường bắt đầu bằng việc là skincare mọi người. Nói chung là mình đã bắt đầu tập skincare được khoảng gần 2 năm nay rồi. Và sáng nào cái điều đầu tiên mình dậy sau khi là việc đánh răng súc miệng xong là mình sẽ sức kem chống nắng. Rồi, xong rồi. Tiếp theo là mình sẽ đi chợ. Thường là mình đi chợ mình nấu ăn trong một bữa. Để buổi chiều bạn mình về, mình với bạn mình sẽ ăn chiều. Với cả mình mua đồ ăn cho mèo nữa mọi người. Nhân tiện đó thì nhà mình có nuôi 4 con mèo. Với những bạn đã biết mình qua TikTok rồi thì các bạn cũng biết là cậu Mon, cô Lài, Yin Yang đúng không? Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 con mèo của mình cho những bạn mới biết mình đầu tiên ở trên đây. Đi nào mọi người. Đây là cái bàn làm việc của mình nè. Nó hơi bừa bộn một tí tại vì thường là mình hay live stream với mọi người á, là đây là những cái họa cụ của mình. Hôm qua là mình mới vừa chiết màu xong á. Đây là những cái bộ màu nước mà mình đã chiết.
Đây là bộ màu nước Polruban tông pastel với 12 màu. Dung tích này là 0.5 ml, còn dung tích này là 1 ml. Cái bộ này thì mình đang xài nè. Mà mình thì rất là nhiều thứ, đều là những sản phẩm họa cụ mà bên mình bán thôi. Mình kiểu vừa bán vừa xài những cái đồ mà mình có. Cái đống này là washi tape bằng keo giấy á. Mình hơi bị thích mấy cái thứ mà liên quan đến Galaxy á mọi người, cho nên mọi người nhìn nè, những cái gì mình vẽ nó đều có một tí gọi là Galaxy ở trong đó. Và mình cũng cực kỳ thích màu xanh nữa. Giờ mình đi kiếm mấy em mèo nhà mình. Đầu tiên là em Giang. Giang ơi, chạy đi, giờ này mà còn ngủ nữa. Đã quay thiếu sáng rồi còn gặp anh này ảnh màu đen nữa mọi người. Cái con mà vừa chạy qua là cô Lại á. Lại ơi, Lại, con đi đâu á? Con đi đâu á? Con ăn chưa? Nè, sao vậy? Bình thường hả? Ngoan lắm mà sao hả? Nhoi vậy, không nên nhoi dữ vậy. Còn cậu Cả Mon á, buổi sáng á, cậu trốn ở nơi đặc biệt lắm. Nói chung là đây, mọi người thấy không? Đấy, nằm ở trên đó. Đây là cái nhà bếp của mình. Còn đây là cái trên cái đầu phòng tắm á. Thường là con Mon nó hay nhảy lên trên đó, xong rồi nó nằm ngủ ở trên đó mọi người. Gọi tên nó nha. Mon ơi, Mon ơi, Mon nè, dậy đi con. Ăn sáng xong chưa? Mon, đó, ngoắc cái đuôi. Bây giờ mới 8:30 sáng thôi, bên mình 9 giờ thì mới mở cửa. Mình dắt các bạn đi vòng vòng cái khu vực trưng bày hàng hóa ở bên mình ha. Những món đồ mà mình trưng bày ở đây là họa cụ nè mọi người, bao gồm cọ, bút vẽ, bút đi nét, sổ, giấy, màu nước. Ở bên đây là quầy bút maker. Nói thật với mọi người là kỹ năng vẽ của mình không có giỏi đâu, nhưng mà ngay từ hồi nhỏ mình lại thích vẽ lắm. Một phần là do mình thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình đó các bạn. Tiệm của mình thì không lớn lắm đâu, nhưng mà đối với mình thì nó có nhiều ý nghĩa lắm. Giới thiệu với mọi người, đây là cái tiệm nho nhỏ của mình. Ở bên trong á, sẽ là sách đặt bút, còn cái phía ngoài này á, sẽ là họa cụ. Hồi hôm cuối tuần vừa rồi á, mình có đi chơi Đà Lạt với vài người bạn của mình nữa. Thì cái chuyến đi chơi đó mình cũng có quay vlog lại. Hy vọng là sẽ lên vlog cho mọi người xem sớm nhất có thể. Và sau cái chuyến đi chơi đó về thì mình bị bệnh mọi người. Kiểu như là đi chơi nô đùa giỡn hớt dữ quá, xong rồi về bệnh. Mà hả, việc công việc của mình bị dồn lại tầm 1-2 ngày á, xong rồi cái việc nó rất là nhiều, xong rồi mình cũng ráng mình làm, xong rồi bị viêm họng. Tới bây giờ thì vẫn còn hơi... Nói chung là mình cũng đã uống thuốc rồi,
mà vẫn còn hơi khó chịu một tí, cho nên mình muốn cho nó dứt hẳn luôn, thì chút nữa mình sẽ đi mua thuốc. Không phải chút nữa đâu, bây giờ nè, bây giờ đi luôn nè. Sáng loay hoay với mấy anh chị mèo ở nhà, xong rồi muốn trễ giờ với mấy anh chị rồi. Bây giờ mình đi mua thuốc luôn. Trong bốn con mèo mà mình nuôi á, thì con lài nó khoái ra ngoài đường lắm mọi người. Nó ra ngoài nhiều lúc là chọc chó với chọc gà nhà hàng xóm á. Đó, mọi người có nghe tiếng gà gáy không? Gáy tối ngày sáng đêm luôn. Mua thuốc xong mình ghé tranh thủ ăn sáng để mà uống thuốc luôn. Đó, mình ăn uống đơn giản lắm mọi người. Mình có một cái tật xấu á, là khi đi mua đồ á, thể nào cũng vác một đống đồ về mà trước đó là không hề có trong danh sách của mình luôn. Cái này người ta gọi là BHA tự nhiên đó mọi người. Ăn xong tự khắc đẩy mụn lên, quá là tiện. Cái đoạn này là tôi không hề biết lựa trái cây. Mình nhìn thấy vỉ nào còn nguyên thì mình lấy, còn vỉ nào dập thì mình bỏ xuống. Đây là cô chó nhà hàng xóm. Cô chó này ngoan lắm mọi người. Mà con này nó khôn lắm. Về đi con đi về. Về đi. Nó khoái giỡn với mấy con mèo nhà mình á. Cứ thấy mèo nhà mình chạy ra là thể nào nó cũng chạy xuống nó chơi à. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Rồi các anh chàng này có tính làm việc không đây? Con mèo màu đen này mình đặt tên là Jin. Con này nó nhát lắm mọi người. Thật ra khoảng thời gian gần đây á, nó mới cho mình sờ vào người nó. Chứ lúc mà nó mới về nhà mình á, là nó trốn suốt luôn. Không có như cậu Mon đâu, lúc nào cũng nằm chình ịnh giữa nhà vậy đó. Sau khi mà mình in đơn xong á, mình sẽ bắt đầu sắp xếp ra và soạn hàng. Cái công việc này á, thì mình cứ lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng thôi. Mình hoàn toàn không thấy chán công việc này một tí nào luôn á. Con có phụ gói hàng được không hả? Trời ơi, thôi, đừng cắn đồ Mon ơi, đừng cắn. Con giúp ích được gì cho cái cửa tiệm này hả? Con đã làm được gì cho cái cửa tiệm này? Con cảm thấy con gói hàng được hay không? Thì ngồi dậy. Lê cái đống mỡ này ngồi dậy đi. Đó. Ít mỡ quá. Trời ơi. Có một cái con mèo nào mà nó nằm mít nét như vậy không mọi người? Trời ơi, nằm không có một cái nét nào hết. Nét na con để ở đâu Mon? Thì mình đã ăn sáng xong rồi. Cũng đã về đến nhà rồi. Và bây giờ mình bắt đầu cái công việc quen thuộc của mình, đó là đi soạn hàng và gói hàng cho khách. Hôm nay đơn của mình cũng không có nhiều lắm. Và đây, giới thiệu với mọi người nhân viên cấp cao của cửa tiệm mình. Mon, chào cô chú đi con. Mon chào cô chú. Mon chào các bạn. Kêu con chào mọi người chứ không phải là kêu con cắn nha. Một sổ két gáy dọc A4. Sản phẩm này, đây là sản phẩm sổ két của nhà Nabi. Mình hay dùng cái cuốn sổ này để làm đủ thứ chuyện, từ ghi chú, rồi đi nét, rồi viết linh tinh ý tưởng, cho tới hả thử màu nước, cho tới hả dùng bút line, bút rớt. Nói chung là cái cuốn sổ này đa năng lắm mọi người, và mình dùng nó để làm đủ thứ chuyện hết. Để đây. Để đây chút nữa cho con gói nha Mon. Nha. Tiếp theo, cọ tỉa nét chi tiết với lại cọ vuông. Đây là cái quầy cọ của mình nè. Cọ tỉa thì mình sẽ để ở đây à, dùng để vẽ màu nước á.
thì mình sẽ để ở cái quầy cọ này. Giới thiệu cho mọi người, dàn nhân viên rất là hùng hậu ở shop mình. Đây, đây là con Jin. Đây là con Giang. Nhìn mà nó giang hồ chưa? Nhìn mà nó rất là giang hồ luôn. Đây là cậu Carmon. Còn đây, đây là cô Ba Lài. Cô Ba Lài nằm cái dáng ngủ rất là thùy mỹ nết na, yêu kiều thục nữ. Mà cô nằm cái kiểu này, cô là con gái nha cô, con gái lứa không có nằm cái kiểu này nha cô. Ừ. Đây là công việc buổi sáng của mình, của ngày hôm nay nè các bạn. Mình đã chuẩn bị hàng xong xuôi hết cho mọi người rồi. Bây giờ là giờ ăn trưa. Thường thì mình sẽ vừa ăn trưa và vừa coi phim. Mấy hôm nay mình đang luyện lại cái phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên á. Nào, bữa giờ mình coi đến tập để mình nhớ coi như là tới tập 17 rồi mọi người. Thật ra là bây giờ mình đang quay clip TikTok á, và mình đang thu âm để lên clip cho mọi người xem. Nhưng mà hả, thu âm được một câu xong rồi cái gà gáy, thu âm được tới câu thứ hai xong rồi cái tỏi bắc, tỏi cô đơn. Xong rồi hồi nãy còn có chú bán kem đi vô, có cô bán bánh bột lọc đi vô nữa. Thì bình thường thì mình cũng hay ăn kem hay ăn bánh bột lọc lắm mọi người. Nhưng mà hả, cái lúc mà mình đang làm việc á, mình đang tập trung để mình thu âm á, xong rồi cái lâu lâu tự nhiên nghe cái file thu âm của mình chèn vô thêm cái câu cái tỏi bắc tỏi cô đơn 30.000 kỷ. Buổi sáng á, mình đã uống thuốc rồi nhưng mà hình như là bây giờ thuốc nó mới ngấm xong rồi cái mấy anh mấy chị virus xong rồi bắt đầu phát tán ra nè. Thì bây giờ là cảm thấy hơi sốt sốt xong rồi cái sổ mũi nữa nên giọng nó có hơi bị lạc lạc á. Ví dụ mà mọi người có nghe mà nó hơi khó nghe á, mọi người thông cảm nha. Xong rồi bây giờ thêm một cái combo đau họng nữa. Tao nói hả, bình thường thì không sao đâu, nhưng mà khi mà chơi thì phải chơi đủ combo luôn. Uống trà sữa với mình nha mọi người. Hình như cũng một tuần rồi mình chưa uống á. Mình là cái đứa hả cực kỳ mê trà sữa. Mọi người nghe tàu hũ không? Cái chị bán tàu hũ nước đường đang rao ở ngoài kia. Mình cũng hay ăn chị đó lắm. Nhưng mà tại vì hôm nay mình có trà sữa rồi cho nên mình không có ăn đậu hũ nước đường nữa. Ở trong nhà mình á, nhiều khi á, cứ tới giờ này không có cần phải đặt app hay là đặt đồ ăn nào gì nhiều hết mọi người. Tự động là người ta sẽ tới. Rất là nhiều người bán hàng đi vô đây. Cái này là BHA tự nhiên đó mọi người. Mình đang rửa BHA xong rồi để tối mình skin care để cho nó lên mụn á. Ăn tầm 1 ký 2 ký là đảm bảo mụn nó sẽ trồi lên. Này là rất là thiên nhiên luôn, tinh chất tự nhiên đó. Cái này nè, măng cụt nè, sầu riêng nè, nhãn nè, chôm chôm nè, đủ một combo. Ăn xong là đảm bảo
một mẹ một con nó thi nhau nó trồi lên. Các bạn có cảm nghĩ gì sau khi đã xem xong cái vlog đầu tiên của Cú? Hãy like và subscribe cho Cú với nha.